Ngày 22 tháng 1, áp lực chốt lời, vàng hạ nhiệt. Tính tới 8 giờ 30 phút 22 tháng 1, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 43,45 triệu đồng trên lượng mua vào và 43,65 triệu đồng trên lượng bán ra, giảm 50 000 đồng ở chiều bán ra so với cuối phiên liền trước. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 43,25 triệu đồng trên lượng mua vào và 43,72 triệu đồng trên lượng bán ra giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với cuối giờ ngày 21 tháng 1. Đêm 21 tháng 1, giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1. 553 USD trên ounce. Giá vàng giao tháng 2 năm 2020 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1. 552 USD trên ounce. Giá vàng hôm nay sao hơn 21% so với đầu năm 2019. bằng thế giới quy đổi theo giá đô la Mỹ ngân hàng có giá 43, 000 triệu đồng trên lượng, chưa tính thuế và phí thấp hơn 900.000 đồng so với vàng trong nước. Á vàng thế giới hạ nhiệt sau một cú tăng vọt trong phiên liền trước. Đầu tư chốt lời nhưng sức cầu còn lớn và vàng vẫn được dự báo có triển vọng trong dài hạn. Các thị trường kim loại quý quay đầu giảm trong bối cảnh các thị trường châu Á chuẩn bị vào kỳ Tết kéo dài. Tại Mỹ, đội ngũ pháp lý của tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi thượng viện nhanh chóng bác bỏ các điều khoản luận tội và tha bổng ông Trump. Các luật sư của ông Trump cho rằng hai điều khoản được phê chuẩn còn thiếu sót về mặt hiến pháp và sẽ đặt ra một tiền lệ nguy hiểm. Đây là lần thứ ba trong lịch sử Mỹ một tổng thống đối mặt với phiên tòa luận tội. Theo nguyên tắc, phiên tòa chỉ có thể luận tội ông Trump khi có đủ 2 phần 3 phiếu tại Thượng viện ủng hộ chuất phế ông, đồng nghĩa 67 phiếu trong tổng số 100 phiếu. Nhưng phe Dân Chủ chỉ có 47 đại diện tại Thượng viện nên nhiều khả năng Tổng thống Trump sẽ được tha bổng.